Hello cả nhà, mọi người ready cho July 4 chưa? Hôm nay thì mình sẽ làm design cho July 4 ha. Cô khách là ready rồi. Và em xài ở đây là em xài metallic gel màu đỏ nè và màu xanh dương nè. Và glitter, cái glitter star glitter. Và ở đây là mình làm marble. Rồi bây giờ qua bàn tay bên kia ha. Giờ qua bàn tay bên kia mình sẽ làm gì? Mọi người ready cho July 4 design chưa? Khách đã bắt đầu vào làm chưa mấy anh chị? Bữa nay cũng là 23 rồi. Còn có 1 tuần nữa à. Ok. Ở đây á, là em xài màu đỏ. Hôm qua em có làm cho mấy anh chị coi đó. Trong set metallic thì em làm màu đỏ số 7 và màu xanh dương số 6. Hai cái này. Đây, set này hôm nay vẫn còn deal 115 đồng đó nha mấy anh chị. Ai chưa mua thì mua. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị để mình đắp bột và mình làm design. Em xài cái màu hôm nay là màu số 30 của Z-Blend, màu số 75 của Z-Blend, màu trắng và màu clear. Ở đây có nguyên một cái mâm glitter mới đổ trong cái hũ ra nè. Đó thì ở đây em xài cái glitter của cái set này là set star, thì nó có star tới 24 màu lận. Mình xài nó có glitter vừa nhỏ, mấy anh chị thấy không? Glitter nhỏ và glitter lớn nằm chung bên trong luôn. Thì em xài ở đây là cái màu silver. Rồi, mình đổ nó ra bên ngoài. Ok. Và tay bên này thì cũng đã gắn móng xong rồi. Em xài móng này là móng coffin. Sau đó mình xài Z-Primer. Cái móng của cô khách này là tháo hàng tuần luôn đó mấy anh chị. Mà tuần vừa rồi cô không có tới. Tới bây giờ móng vẫn còn rất là healthy. Cả năm nay là móng cổ là hàng tuần sẽ được tháo ra. Và khi mình xài mấy cái primer nâng acid này nè thì nó đã để cho cái móng người ta nó không có bị mỏng, nó dưỡng rất là chắc. Mình đợi set nào Deep and Do đã có chưa? Chị Kim ơi, tụi em có rồi nhưng mà bị hết vài màu á. Có gì chị Kim gọi vô số của công ty hoặc là có bạn sale nào đang trên này không? Hỗ trợ cho chị Kim dùm cho Ngân đi. Có gì chút nữa tụi em liên lạc với chị Kim nha. Tuần sau mình sẽ có 18 màu mới cho Deep and Do nữa mấy anh chị. Tuần này là mình có màu metallic nè. Rồi. Bây giờ có màu trắng nữa. Thì qua bàn tay bên này mình sẽ design cái gì? Qua bàn tay bên này. Ở bàn tay bên này mình đã đi lá cờ đỏ rồi đúng không? Thì ngược về bàn tay bên này mình có thể làm design cho nó khác tí xíu. Ngón này em có thể là đi marble and star. And ngón này thì em có thể đi ngón này là màu đỏ đi. Rồi ngón này em sẽ đi màu trắng. Ở đây đi marble and star thì em sẽ đi trước một tí xíu màu trắng, một tí xíu màu đỏ, một tí xíu màu xanh dương. Đầu em để lên đây. Để sát cái phần cuticle nè. Xong cái em vuốt xuống. Cho nó tròn cái cuticle trước cái đã. Rồi, tí xíu trắng, tí xíu đỏ, tí xíu xanh dương, tiếp tục. Tí xíu trắng, tí xíu đỏ và tí xíu xanh dương, tiếp tục để lên. Đây. Mình cứ để vậy cho nó chảy thành cái đường xéo xuống là nó sẽ thành marble thôi, rất là dễ nè. Đẩy lên rồi kéo xuống, xuống tới phần này á là bắt đầu em blend cái này ra. Tới phần dưới đây là em dùng màu xanh dương chỗ này em để lên, bắt đầu em blend cái này ra tí xíu. Nó có một cái hũ glitter em xài chung nữa. Đó là glitter màu số 48. Và glitter ở ngoài đầu đây. Trên cái nền glitter này thì em có thể đi thêm cái star lên trên này. Star thì ở đây mình có star lớn và nhỏ nè, nên chị thấy không? Star lớn và star nhỏ. Để đây cho nó nổi.
Ừ. Ở góc trên này em đi tí xíu bột lia. Rồi em đặt cái store lớn lên đây. Mình có thể đặt một hai cái gì đó thì tùy mình. Em đi chung với con nhỏ thôi. Và phần ở giữa đây nè, em đi một tí xíu cái leader này cho nổi phần chính giữa. Rồi sau đó em đi bột lia em phủ lại, phủ nguyên móng. Lia này thì mình sẽ đi phủ nguyên móng. Chuẩn bị tới July 4 rồi, tiệm tiệm mình tuần này cũng chưa có đông lắm, là tuần sau là bắt đầu mấy anh chị chuẩn bị là đem đi làm, là đem theo sô cô la, đem theo sữa Ensure uống rồi. Tới lễ nghĩa là khách hàng năm nay người ta sẽ đeo rất là nhiều á, người ta sẽ design, họ sẽ bắt đầu họ đi chơi nhiều. Tại một năm ở nhà hoài chịu không nổi, nó chán lắm rồi. Cho nên là bây giờ là năm nay là bắt đầu họ đi chơi nè, khách cái em nó mới nói nè. Mày nghĩ năm nay có bắn pháo bông không? Em nói gì đó, sao tiếng sụ. Năm nay thì tại vì vaccine cũng có rồi, bây giờ một số nơi tiểu bang của mấy anh chị còn phải bắt buộc đeo khẩu trang không mấy anh chị? Ở bên Florida này là ai mà có chích vaccine, fully vaccine rồi là đi tới nơi công cộng không có cần phải đeo khẩu trang. Nhưng mà mình cũng nói chứ em đi thì em cũng đeo. Tại vì mặc dù là đã chích xong hết rồi nhưng mà khả năng nhiễm nó cũng có chứ đâu phải không có đâu. Cho nên là mình đeo cho an toàn thôi. Ngoài trời thì không, em không đeo, nhưng mà vô trong chợ, vô trong mấy cái building, vô chỗ nào mà đông đông người mà không khí nó ngộp á là đeo à. Ở đây có anh chị nào ở tiểu bang mà vẫn còn bắt buộc đeo khẩu trang không? Em không biết Cali sao rồi, Cali thì em thấy rất là khó, không biết năm tới giờ làm sao rồi nữa. Ok, rồi, xong. Nó này của mình thì là xong ha. Rồi, tiếp tục qua ngón bên này. Bên này thì em có thấy là em sẽ đi màu trắng. Để mình muốn làm design gì đó thì mình làm. Móng dài cho nên em sẽ đi hai cục bột ha. Cái màu trắng em đang xài là white chocolate nha mấy anh chị, của G Blend số 3. Hai bên cho ôm gọn vô nè. Tới phần đầu vậy là xong, đủ cái độ dày của nó là mình xong rồi. Rồi, đi thêm một cái màu trắng nữa. Set Diamond Night còn sale hay không? Dạ, set Diamond Night hôm nay giá của nó như em nhớ là 360
around 360, 64 gì đó. Đây mình nay mình hết sale rồi mà mình cũng còn ít hàng nữa. Bữa nay mình còn sale set metallic gel nè mấy anh chị, nó đang có promotion cho tới hết tuần này đó. Ok. Ở đây nè, mình kéo cái móng xuống, mình vuốt xuống nhanh cái là nó sẽ ôm gọn. Ok. Rồi qua ngón này thì mình sẽ ngón này thì mình đi màu đỏ cho nên là em sẽ đi clear. Đi nguyên móng màu đỏ luôn. Ôm lại. Ôm gọn lại. Cái bộ crystal clear này nó rất là dẻo để mình đắp. Cho nên nó có một cái miếng bọt đó, mình chọn cái mình để lên á, đôi khi là cái cọ của mình lấy cái nước á nó không có thấm đều á là nó cũng tạo dễ tạo thành cái bọt, tại vì nó là cái giống như bột mà khô thì nó sẽ tạo thành cái bọt, cho nên là khi mình để lên thấy cái bọt to thì to, mình dùng cái đầu cọ mình chọt nó cái là nó sẽ lủng cái bọt đó đi. The smell. Yes, who is that? Mới đây July 4 rồi mấy anh chị, nửa năm rồi đó, nhanh quá ha. Sao năm rồi, năm nay mình thấy nhanh dễ sợ luôn á. It's already half year. It's time fly, right? Okay. Để gần ở chỗ thân nè mà nghe nói là không có đến warehouse được. Dạ đúng rồi, My Nail bên mình cái showroom để tới kho hàng của em vẫn làm chưa có xong. Tại vì mấy cái material năm nay làm kiếm nó rất là chậm. Warehouse thì chỉ để ship hàng thôi à, chứ mình không có cho walk in vào trong warehouse. Còn mua hàng thì ở đây mấy anh chị mua online và tới pick up thì được. Ok. Ngón này thì mình sẽ vẽ màu đỏ và cái stripe. Ngón này thì mình sẽ ok. Rồi em biết ngón này em làm cái gì rồi. Vậy em sẽ đi một tí xíu đỏ, tí xíu trắng, tí xíu xanh cho ngón này. Rồi mình blend cái này ra. Tí xíu trắng, tí xíu xanh, tí xíu đỏ tiếp tục. Rồi. Ở đây bắt đầu em đi glitter. Nguyên cái hàng glitter dọc từ trên này xuống. Em sẽ dùng glitter để em che cái mối chính giữa của cái móng nè. Cái khớp nối của cái móng á. Và một tí xíu bên dưới này cho nó có đốm đốm, nó sáng sáng vậy thôi. Rồi này đi một tí xíu cho nó loang mỏng ra. Ừ,
Rồi em dùng bột lia em phủ lại nguyên móng. Rồi. July 4 năm nay là có bông có bướm rồi nữa nha mấy anh chị nha. Đó, chút nữa em cho mấy anh chị coi cái set sticker July 4 của mình xài đã lắm. Ấn lên cái là xong, khỏi phải ngồi vẽ, nhất là ngôi sao. Trời ơi em sợ nhất tới July 4 mà ngồi vẽ ngôi sao. Rồi. Còn ngón cái một ngón nữa mình sẽ làm gì trong ngón này đây? Ngón này thì chắc có thể là em sẽ đi nguyên ngón màu đỏ luôn, hoặc là đi nguyên ngón màu đỏ thì mình sẽ đắp nguyên ngón clear. Hàng năm mà tới July 4 đi làm khách làm tay làm chân cũng vậy, chân là cứ vẽ lá cờ, tay cũng cứ vẽ lá cờ là xong. Tới mấy mùa lễ July 4 hay Valentine á là dễ bị nhớ lại cái lúc mà mình mới ra nghề đó. Mấy anh chị có cảm giác giống như em không, hay nhớ lúc mới ra nghề có một hai cái mẫu design căn bản là cứ vẽ hoài, khách nào vô cũng vẽ đúng một cái mẫu đó hết nguyên cái mùa luôn. Rồi đi thêm một cục bột nữa từ trên xuống ha, từ trên đi xuống. Là cái phần chính giữa là cái phần mà em để cho nó dày nè, để cho nó không có bị gãy. Cuticle thì mỏng, ở giữa thì dày, bắt đầu mình vuốt xuống đây thì nó mỏng lại rồi. Ok. Rồi. Done right? Oh, No yeah. nail Hi. missing. Dạ, bột clear của mình là 165 một gallon. 165 đồng cho một gallon đó. Bạn tên gì? Em nhìn không thấy. Tuấn, anh Tuấn. Rồi mấy anh chị đợi em giục cái miếng giấy trên bàn thế nha. Trời ơi, bữa nay bị dị ứng liên tục, anh chị nghe mùi liên tục kém tiểu. Bình thường làm liên quật tháng sau nay bị dị ứng liên quật, ngồi nghe mùi liên quật nãy giờ xém xỉu luôn á. Bởi vì em nói làm nail á, tại sao cứ nói hoài cái câu thần chú mà làm nail, thà là không làm, chứ làm rẻ quá mình cũng không dám làm, tại thấy là nó ảnh hưởng cái body của mình dữ lắm nha. Bình thường khi mà mình khỏe mình hủy mùi liên quật mình thấy nó bình thường, không có cảm giác gì hết. Nhưng mà tới lúc mà mình hơi cái người mình mà hơi mệt mệt ngày nào mà hơi đuối đuối á, trời vô hủy cái mùi liên quật cái nó càng mệt hơn, thì mình cũng thấy được là ok, đúng là cái liên quật nó ảnh hưởng người mình lắm. Chỉ là cái làm khi mình khỏe mình không có thấy thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng nó vẫn có chứ không phải là không. Nó tại sao làm thì mình làm cho nó đáng luôn, còn thôi là em làm nghề khác chứ làm mà làm rẻ quá, vừa đau tay vừa mắc bệnh mà còn rẻ quá, tới già nữa mình bệnh mệt lắm. Làm cho đáng, cho có tiền để dành tiền, bắt đầu mua nhà, mua nhà mua đồ invest. Có anh chị nào đang coi mua nhà để invest không?
tối nay thứ tư á, thì em có mời được một người khách. Anh này là bên realtor và cũng có kinh nghiệm về mua nhà, tại vì anh cũng làm tiểu bang này tiểu bang kia đó, mua nhà cho thuê, thuê thường, thuê Airbnb và cũng mua nhà để đầu tư. Thì em mời, có được khách mời lên chương trình để trò chuyện để coi là bây giờ có phải là lúc để mình mua nhà good để mà đầu tư hay không. Tại em thấy giá nhà từ năm rồi tới năm nay tăng kinh khủng luôn mấy anh chị. Mà bây giờ giá nhà, mua nhà mà cho thuê á, là thấy bỏ ra là người ta đã thuê rồi. Bỏ ra là thuê, bỏ ra là thuê, hoặc là nhà bỏ ra là bán, bỏ ra là bán. Thì mình trò chuyện thử coi, là em cũng chưa có dịp nói chuyện nhiều với ảnh nữa. Cho nên là tối nay mình là sẽ hỏi chi tiết hơn. Tại vì ngoài neo á, sau năm 20, 2020 vừa rồi á, là bắt đầu em không có dồn tiền hết vô một cái business đâu. Mình thấy là mình cũng không có nên dồn tiền hết vào trong một cái business nail, lỡ mà nó có ảnh hưởng. Bất kỳ business nào cũng vậy, mình cũng không có dồn tiền vào, giống như không có gom nguyên cái cục tiền của mình, nguyên cái tài sản của mình bỏ vào một chỗ, lỡ cái chỗ đó mà nó ảnh hưởng là coi như mình sẽ bị dao động rất là lớn. Cho nên là đương nhiên mình sẽ phải suy nghĩ nhiều. Em thấy là cũng có nhiều anh chị muốn mở nhà hàng, Ngân cũng muốn mở nhà hàng, có cái nhà hàng bỏ trống 1 năm rồi kìa, cũng muốn mở nhà hàng, cũng muốn mua nhà invest, nhưng mà để coi coi là nó có là good time cho mình hay không. Em nghe nói là anh cũng có mấy cái câu chuyện rất là hay, để giống như cái gì cũng vậy, cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình nghe để mà mình hiểu thôi, còn mọi quyền quyết định và giống như là khảo sát chi tiết đó là của mình hết á. Mà mình nghe để coi, em thích nói chuyện với người này người kia á, để nghe cái ý của họ, cái phân tích, thì cái nào đúng thì mình collect, còn cái nào mà mình thấy ok nó chưa có make sense với mình là bắt đầu mình để qua bên, mình đi tìm người khác mình học tiếp. Cho nên hỏi chứ Ngân nhiều chuyện không? Trời ơi, Ngân nhiều chuyện lắm mấy anh chị. Giống như mỗi lần mà em gặp chú Châu Dương bên CPA á, là ngồi nói chuyện, ngồi nói mấy tiếng đồng hồ cũng không hết nữa. Nhiều khi làm show xong 10, 11 giờ đêm rồi mà vẫn đứng lại để nói chuyện. Đó, mấy chú cháu vẫn đứng lại để nói chuyện. Tại nói chuyện với mấy người mà người ta có kinh nghiệm trong một cái nghề nào đó mà mình thấy liên quan tới mình á, mình học được hay lắm. Nó có nhiều câu chuyện người ta kể mà mình nghe in mind, keep in mind để đó thôi. Giống như hôm qua có một anh đang khó trong nhóm O bao nghề neo á, là hồi đầu mùa, lúc mà sau dịch vừa qua á, là bắt đầu có nhiều anh chị bắt đầu đi mua tiệm và nhiều người bắt đầu bán tiệm. Thì lúc đó em thấy có một cái vấn đề là nó có thể là cái problem. Thì trong lúc năm rồi là mùa cho mượn SBA loan, cho nên là nhiều tiệm đi mượn lắm, hợp lệ không hợp lệ gì cũng đi mượn, và nó trở thành forgiveness hay nó trở thành loan thì cũng chưa ai biết. Nhưng mà tới lúc mà bán tiệm thì em có làm, lúc đó em có thấy vậy thì em có mời cô Cúc lên làm một cái chương trình về mua tiệm chú Châu nữa. Mua tiệm bán tiệm trong cái thời điểm này á, thì nó là cái lợi, nó có nên hay không, và nó có cái gì mà mình cần lưu ý. Thì trong đó chú có nêu ra là cần lưu ý về những cái khoản nợ, SBA là cần phải tìm hiểu kỹ coi là cái tiệm đó có bị nợ hay không, hoặc là đang có bị lien hay không. Mua tiệm là em thấy ít khi nào mình coi tới cái phần mà lien, phải không mấy anh chị? Nhà thì mình hay coi về tới cái phần lien, còn tiệm á mình ít coi tới cái phần lien. Nhưng mà những cái phần đó là những cái phần mà bắt buộc là mình phải tìm hiểu, trong thôi dính vô xong là mất hết, nó lại nó đã lien đồ nó trong đó, nó lại nó lấy hết là lại phiền đó. Cho nên là em khi mà được mời được ai mà chuyên gia về bên cái gì đó là em đều lên show để cho mọi người nghe, mọi người tham khảo, tới khi mọi người cần á là bắt đầu mình biết ok cái này mình cần lưu ý nè, cái này mình nghe rồi có, nó có thể là có trường hợp xảy ra nè, mình cần lưu ý nè. Hồi tối em mới nghĩ ra được một cái chủ đề hay lắm, mà hồi tối là nhờ một người khách trong hội chủ tiệm của mình á đưa ra cái question để em sẽ mời chị luật sư, phải lấy hẹn với chị luật sư Mai Vũ coi chị biết là chị có rảnh hay không. Trời ơi, để làm hẹn được với mấy cô chú anh chị mà luật sư hoặc là CPA lên show của mình rất là khó. Anh Tommy Lê bên bên Houston đó là một năm anh cho em được hai cuộc hẹn. Chú Châu ở đây á, là gần, nhưng mà một năm người ta cũng rất là bận, cho nên để xin hẹn cũng rất là khó luôn.
Còn về chị luật sư Mai, đi luật sư rồi mấy anh chị cũng biết, một tiếng của luật sư là đâu có dưới 500 đồng. Và người ta phải research, phải 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 chuẩn bị nội dung rồi hết trước khi lên show. Cho nên là mời được những người đó lên show em rất là mừng luôn. Mỗi lần người ta lên đem cái nhiều cái thông tin rất là hay. Tại em thấy á, lâu lâu khách hay vô tiệm của mình, nó đòi tiền, làm xong cái mấy tuần sau đòi tiền lại, hoặc là điện vô làm tiền mày mà không không trả tiền, hoặc là không có trả tiền lại khách á, thì nó sẽ đưa giấy ra luật sư, nó nói là tại vì chân bị infection từ tiệm. Nhưng mà làm sao để prove được chân infection từ tiệm? Có nhiều người nghe tới khách gửi giấy luật sư là bắt đầu mình cuốn lên, mình rối lên, và mình bắt đầu ok mày đợi đây tao trả tiền cho mày, thì làm vậy cái khách nó quen. Mình phải coi mình handle đó như thế nào. Và nếu như mà có đúng là khách họ bị infection mà họ 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 gửi với luật sư, thì mình cũng phải handle đó làm sao. Tiếp xúc với luật sư thì em cũng thấy là đâu phải case nào luật sư cũng nhận đâu mấy anh chị. Phải case mà nó đáng á, cái số tiền mà nó đáng á, thì cái người luật sư đó mới nhận, người ta mới nhận. Còn hoặc không á là cái người thân chủ á, cái người thưa hoặc là người 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 bị thưa á, phải có tiền trả tiền giờ để theo những cái case đó, và cũng phải là những cái case đáng thì người ta mới nhận. Cho nên là không phải gì mình cũng sợ hết. Thì để em làm một cái chương trình, em mời chị Mai để làm một cái chương trình để coi là những cái trường hợp nào khi mà nghe tới luật sư là mình phải biết mình đi tìm luật sư của bên mình liền, và những cái trường hợp nào mình có thể đi step by step để cho mình làm việc với người khách deal một cách nhẹ nhàng trước khi mà mình đi tới luật sư đó. Nhưng mà cũng nhắc hoài à, là mỗi lần mà bình thường á thì mình có thể điêu từ từ, nhưng mà lúc mà mua bán tiệm á là mình nên tìm luật sư là chắc nhất. Tại vì mua bán tiệm đâu có cái tiệm nào mà dưới 50 ngàn đâu, mấy chục ngàn không à. Cho nên là đụng tới mua bán tiệm là mình kiếm luật sư luôn đi cho chắc, tốn cho luật sư vài trăm nhưng mà họ coi được kỹ cho mình hết mọi thứ. Thấy có nhiều cái tiền mà mình tiết kiệm không có đúng chỗ á, nó sẽ dẫn tới nhiều vấn đề lắm. Mà mua bán mình không biết được là cái người mua bán đó làm sao đâu. Lúc nào lúc mà muốn mua với lúc mà muốn bán nói chuyện nice lắm. Cho tới lúc mà đụng chuyện ra rồi đó, nó có trở ngại rồi đó, thì mình mới thấy được thật sự là cái người mua đó làm sao, hoặc là thật sự cái người bán đó làm sao. Giống như em mới vừa mua xong một cái building ở bên Georgia đó mấy anh chị. Khi mà mua vô, trời ơi, giấy tờ bỏ mấy chục ngàn vô làm giấy làm tờ hết. Và cuối cùng là building lên giá, nguyên một năm rồi là mọi thứ lên giá ào 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 ào. Cho nên là người ta không có muốn bán nữa. Nhưng mà giấy tờ là mình đã đi tới cái bước lần cuối cùng rồi, thì người ta không muốn bán nữa. Nhưng mà tới cái lúc này á, nếu mà không muốn bán nữa thì sẽ phải ra tòa đây, vì cũng có luật sư involve từ đầu tới đuôi hết. Em nghĩ nếu mà cái vụ này mà không có luật sư involve là coi như là mình cũng mệt mỏi á đó. Cho nên là tới lúc này mình mới thấy được, khi mà đụng chuyện á mình mới thấy được đúng, mình trả tiền cho luật sư á mấy ngàn đồng nhưng mà nó rất là lợi. Họ follow được cho mình từ đầu tới cuối, và họ có thể là tiết kiệm được cho mình nhiều nữa, còn hơn là khi mà mình không có luật sư. Ok, bây giờ quay lại cái chủ đề chính này đi. Bữa nay em làm mấy câu chuyện để em kể cho mấy anh chị về mấy cái đó chi tiết hơn. Ở đây á, là em xài cái màu đỏ của Metallic Gel. Thì Metallic Gel trước lúc mà sơn màu gì cũng vậy, mình đều sơn cái màu Silver Base ở dưới. Lên nền móng bột thì Silver Base, mình không có cần phải đi 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 cái này là cái tên của nó là không có cần phải đi bê gì hết nha. Thằng này nó là đang là cái màu silver base luôn rồi. Mình chỉ cần make sure cái mặt móng của mình nó mịn. Cái này sơn cái loại metallic gel này nè, thì mặt móng càng mịn sơn càng đẹp. Mặt móng sần thì mình sơn lên đương nhiên mình sẽ thấy sần, còn mặt móng càng mịn mình sơn lên mình thấy nó càng bóng càng đẹp. Ok.
Rồi sau đó em cho hơ đèn 30 giây. Cái này á là gel nha mấy anh chị nha. Ok, let me turn the light on. It's off by itself to self battery. Ok, đây là chai Silver Bay trong set Metallic. Cái tên của nó là Metallic. Rồi sau đó em sẽ xài cái số 7 màu đỏ để mình làm design July 4. Rồi set này nó đang có promotion, đó là 150 giảm còn 115 nha mấy anh chị nha. Ai chưa có set này thì đem về. Đó, cái này mình xài nó ra giống như là treo kim loại vậy đó. Nhưng mà thay vì trước đây là mình phải đánh chrome, chrome đỏ rồi thì bây giờ là mình khỏi phải đánh chrome. Nó có màu sẵn cho mình. Đây là em đang đi cái crystal glass màu đỏ số 7. Sau khi mà cái gel silver khô á, sau hơn 30 giây khô rồi bắt đầu mình đi tới cái crystal glass số 7. Mình sơn như là sơn gel bình thường, không có gì khác, không có gì đặc biệt hết nha. Màu của nó đặc biệt nhưng mà khi sơn không có khó khăn cho mấy anh chị, rất là dễ, nó là gel. Có nhiều loại, trước đây nó có nhiều loại nó không phải là gel cho nên là khó để cho mọi người sơn. Nhưng mà loại này là gel cho nên là mình sơn rồi mình hơ đèn rồi mình sơn rồi mình hơ đèn rất là dễ. Ok, sau đó hơ đèn 30 giây. Nhật Vi ăn thử sơn đi cô, Vi ăn không đi, Ngân cho ăn thử nè. Bột đó đắp liquid nào cũng được hết. Dạ đúng rồi. Ok. Hello mấy anh chị mới vào. Rồi sau khi sơn 30 giây rồi, em sẽ hơ 30 giây rồi. Em sẽ đi thêm lớp nữa màu đỏ ha. Rồi đó. Ra nó ra cái màu nhìn đã không mấy anh chị, nhìn cái mấy cái màu này nhìn nó sang dễ sợ luôn á. Đỏ mà đỏ tươi. Ok. Rồi. Sau đó vuốt chỗ này cái cho nó kỹ. Sau đó em cho hơi đèn tiếp tục 30 giây. Ok. Rồi sau khi xong, bỏ cái này vô đây. Sau khi xong thì ở đây là em có cái chai light art gel để mình vẽ cái đường sọc. Sọc trắng. Oh no no no, keep it in the light, the other hand. Cái ngón này em sẽ đi thêm một cái lần top coat nữa để cho nó giữ cái không có bị cộm á, tại ở đây mình làm bằng cái silver glitter. Mình đi hai lần mình cover lại để cho nó không có bị tróc. Ok, rồi. After the other one done, you can cure this one. Okay, take the other one out. Top gel mua rồi, đang chờ gửi qua phải không? Dạ, vậy là họ đang gửi cho mấy anh chị đó. Tuần này tụi em ship hàng rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ ở đây á, trong đây nó có cái chai metallic top, thì mình có thể sử dụng cái top đó để mà mình làm design luôn cho các ngón khác cũng được. Ở đây á, em sơn cái ngón này để bắt đầu em dán sticker. Thì em sơn mỏng thôi. Mỏng thiệt mỏng cho ngón này để dán sticker. Ngón này thì mình sẽ đi sticker luôn. Cho nên là cũng là tiếp tục sơn. Hai ngón này mình đi sticker ha. Rồi, mình sẽ cho hơi đèn nhanh. Ok, let's cure. Cỡ 10 giây. Sau đó ở đây mình lấy sticker ra nè. Anh chị nào có set sticker này chưa? Mọi người có chưa? Dạ, thank you my nail.
Ở đây đó thì em có thể đi ok, em mẫu này dễ thương quá. Look, this one's so Oh, cute. Ở trong này nó có mấy con butterfly chủ loại four nè, em thích mấy con butterfly này nè, nhìn nó đẹp. I love your side. Vote. Ok, nó có luôn hình cái lửa nè. Để coi coi là cái nào đẹp mấy anh chị. Cái hình tượng nữ thần tự do đẹp hay là cái flame này đẹp hơn. Ok, take it out đây. Bây giờ ngón này mình đi con bướm trước đây, dán mấy con bướm lên cái đã. Em lấy cái set này em nhớ là hình như ô chết chi gấp ra nhanh quá nó bị rụng rồi. Chưa gì chân là bị accident rồi. Một set này nó có 10 miếng, em nhớ là hình như là 11 đồng mấy, khoảng đồng mấy cho 1 miếng à. Rồi đây thêm một con nữa nè. Trời, tới con bướm mà nó cũng ăn chuột lay pho luôn á. Ok. Rồi để coi coi còn cái gì nữa mình dán ở bên dưới. Thêm một con nữa. Em đi dưới đây. Ok. Rồi, vậy là xong. Ở đây ngón kế bên này, mình mấy anh chị muốn em đi cái flame hay là muốn em đi cái này. You want flame or you want this one? This one. Chị muốn đi em tượng nữ thần tự do. Nữ thần tự do thì đi lên nó sẽ không có hết nguyên cái ngón tay. Ok, mình sẽ để cho em. Mấy anh chị thấy sticker mà trước khi mà dán sticker mình đi top coat một cái nó dính, tao nói cứng ngắc, nó dính cứng ngắc luôn á đó. Rồi ở dưới đây thì mình có thể mình đi thêm cái hàng chữ là để coi 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 nó có cái chữ gì thì mình đi lên đây USA ở ngoài đầu của nó nè. Ok, mình đi thêm cái chữ USA ở ngoài đầu. Yes, so cute. Ở đây mình có thể đi thêm mấy cái ngôi sao nữa nếu như mà mình muốn hay mấy anh chị. Rồi. Và em dùng cái light art gel màu trắng. Ăn sáng chưa mà tay run, mà sáng giờ Ngân không ăn được gì hết trơn. Dạo này Ngân không có được khỏe cho nên là mấy anh chị nghe giọng của em cũng mấy tuần nay cũng bị khan chưa hết nữa. Ok, có cái light art gel này tương đối vẽ dễ ha, tay run mà vẫn còn vẽ được nha mấy anh chị. Mình đi thêm một đường nữa. Ok. Tay rung nhưng mà vẫn chưa có tới nỗi phải không? Vẽ đường thẳng dẫn ra được thẳng là được rồi. Nói chứ mấy cái set gel này nó dễ vẽ cho nên là để lên vẽ ào 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 vậy đó.
Ok, rồi sau đó em sẽ cho hơi đèn. Rồi, vậy là xong. Cái mẫu design của mình có thể đi cut code mask hoặc là cut code size gì cũng được ha. Ở cái mấy anh chị thấy cái màu metallic này lên cái màu đỏ nó đỏ tươi, nó đẹp cực kỳ. Đó, anh chị nào thích set này thì có thể bỏ số điện thoại đi. Hôm qua em thấy nhiều anh chị bỏ số điện thoại lắm, tụi em cũng đang gọi. Anh chị nào thích set này thì cứ bỏ số điện thoại rồi tụi em gọi cho cả nhà. Về mình hốt July 4 với lại chuẩn bị lễ Christmas rồi tới tới mùa thu, tới mùa đông này mình xài cái set này cũng rất là nhiều luôn. Rồi sau khi xong thì mình có thể mình sử dụng cái chai mà metallic top coat để mình cover lại hết. Ok, check it out đây. Mấy cái sticker mình dán nó nằm sát rồi, để bây giờ mình chỉ đi top coat lên thôi. Để em coi cái ngón, hình như ngón đeo nhẫn này mình đi mát nó đẹp hơn size này. Để em chùi em sơn lại, sơn mát nó có mẫu á, mình nhìn theo mẫu. Bây giờ khách em họ đơn, họ dễ chịu lắm, muốn sơn cái gì sơn à. Có ngón á, thì mình sơn mát đẹp, có ngón mình sơn size này đẹp. Cái màu đỏ này sơn size này cũng đẹp lắm nè. Đó, cái ngón này mà sơn mát đẹp á, thì em sẽ xé miếng khăn giấy chùi nó đi, chùi mà cẩn thận đâm thôi nó bị chóc cái sticker của mình. Ok, I'm gonna do matte top coat for this finger. I think it's prettier with matte. And this one as well. Hai ngón này thì mình đi mát, còn ba ngón còn lại thì mình đi shine này. Ok, sau đó thì em phải chùi bên hông vậy nè cho nó không có bị mất shape móng. And clear. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơ đèn lần cuối luôn. Rồi xong cái mẫu design của mình rồi. Yes, it's time. Ok, tìm mấy anh chị sáng giờ khách có design July 4 chưa cả nhà? Khách của em nó ăn gì cũng ăn trước mấy tuần. Ok, try the other hand cho mọi người coi cái final design của mình ha. Ok, đây. Rồi chị Thu Thảo, em thấy số điện thoại của chị Thu Thảo rồi nha. Tí xíu nữa em sẽ cho nhân viên gọi cho mấy anh chị. Cái màu đỏ này nè, mình đỏ xanh này nè, mình xài July 4 cũng đẹp. Mình xài tới Christmas luôn. Rồi. Trời ơi, bướm bướm cho July 4 đẹp quá nha mấy anh chị nha. Dễ thương dễ sợ luôn á. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và hy vọng là cái mẫu này cũng cho mấy anh chị được một cái idea cho July 4. Anh chị nào chưa có sticker thì mua sticker để tụi em gửi cho kịp July 4. 10 miếng vậy nè, 10 miếng 10 mẫu khác nhau, nguyên một cái sắp 10 mẫu khác nhau, giá của em nhớ hình như khoảng 11 đồng rưỡi á. Rồi, và metallic á, mấy anh chị mua để ship chung luôn nè, để xài July 4 và xài tới Giáng sinh. Rồi, và ở đây là có set 24 màu glitter của Star. Đó. Anh chị nào cần cái gì thì cứ bỏ số điện thoại xuống là tụi em sẽ gọi nha. Và hẹn mấy anh chị tối nay tình từ tối thứ tư lúc 9 giờ để tụi mình trò chuyện với nhau về những cái investment, để coi là nếu như mình có tiền thì mình invest, mình suy nghĩ về những cái vấn đề invest làm sao để cho tiền đẻ ra tiền, chứ tiền nó nằm chỗ rồi nó mất giá. Giống như từ năm rồi tới năm nay mấy anh chị thấy tiền mà nằm chỗ nó mất giá, cái là
Một cái nhà năm rồi mua có thể 400 ngàn mua được cái nhà lớn, bây giờ 400 ngàn bước ra ngoài cái nhà nó đâu còn lớn như năm rồi nữa đâu. Cho nên thấy sau một năm mới có dao động một năm thôi, tiền mất giá quá trời. Thì mình trò chuyện để mình coi coi là có những cái kinh doanh gì ngoài đó mà mình có thể bỏ vô thành một cái idea rồi mình tìm hiểu thêm. Thì hẹn gặp lại mọi người tối nay ha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.